Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Điểm tin tối tại SNews. Hôm nay ngày 28 tháng 9 sẽ có những tin tức đáng chú ý sau. Ngọc Trinh gây choáng khi đập hộp trị giá gần 5,5 tỷ đồng trong video mới. Trọng Hưng chính thức đáp trả khi liên tục bị gọi tên trong lùm xùm với siêu mẫu Xuân Lan. Khách hàng từ chối nhận bánh, anh shipper điêu đứng khi tiệm bánh kem không hoàn tiền và bảo anh cầm về ăn, cùng nhiều tin tức khác đáng chú ý trong 24 giờ qua. Người đẹp Ngọc Trinh vốn luôn khiến cho cư dân mạng phải choáng ngợp bởi những màn đập hộp tiền tỷ. Mới đây nhất thì cô nàng đã có một màn đập hộp tổng giá trị lên đến gần 5,5 tỷ đồng. Mới đây trên kênh YouTube của mình, Ngọc Trinh đã đăng tải một clip dài quay lại cảnh cô đập hộp đồ hiệu sau dịp sinh nhật vừa qua. Ngọc Trinh chia sẻ, hôm nay tôi gom tất cả những món đồ hiệu tôi đã mua trong đợt nghỉ dịch vừa rồi, cộng thêm một số món đồ hiệu tôi được tặng trong dịp sinh nhật. Như thường lệ, những món đồ hiệu Ngọc Trinh đập hộp đều đến từ những thương hiệu quen thuộc, sang chảnh. Món đồ giá trị nhất được Ngọc Trinh đập hộp lần này là chiếc đồng hồ giá 1,8 tỷ. Tuy nhiên, cô không quên tuyên bố xanh dờn. Mỗi món đồ hiệu dù đắt đến mấy cũng chỉ được tôi dùng trong 6 tháng là nhiều lắm rồi. Tuy nhiên, món đồ đặc biệt nhất Ngọc Trinh đập hộp lần này lại là con heo đất màu vàng khổng lồ của cô đã nuôi trong 7 tháng. Lúc đập ra được 120.000 đô, tương đương với 2,7 tỷ đồng. Như vậy, tổng giá trị tất cả các món đồ hiệu và số tiền đập heo đất trong tập đập hộp lần này của Ngọc Trinh đã lên tới gần 5,5 tỷ đồng, khiến không ít người xem phải choáng ngợp. Trong những ngày gần đây giữa lùm xùm về Trọng Hưng và siêu mẫu Xuân Lan, thì mới đây Trọng Hưng đã chính thức lên tiếng và cho rằng nói gì phải nói cho đúng. Vào tối ngày 25 tháng 9, siêu mẫu Xuân Lan đã tiết lộ từng gọi điện cho người thứ ba trong câu chuyện ly hôn giữa nam diễn viên, đạo diễn và vợ cũ gây ồn ào mạng xã hội thời gian qua. Điều này khiến cho cư dân mạng cho rằng cô muốn nói đến Trọng Hưng và Âu Hà My. Sau đó, nữ siêu mẫu cũng đăng đàn tố cáo team Trọng Hưng công kích mình trên mạng. Trước những nghi vấn về câu chuyện, Trọng Hưng đã chính thức có phản hồi về sự việc mà anh được cho là nhân vật chính. Nam diễn viên chia sẻ, ý chị Xuân Lan là gì? Chị ấy muốn gì? Bây giờ có hàng triệu người tên là Trọng Hưng, vợ cũ của tôi cũng hàng triệu người tên như thế. Cũng có hàng triệu sự việc như nhau, đừng có sự việc như thế mà suy đoán về phía tôi là không được. Nói cái gì phải có hai chiều và phải có bằng chứng. Nếu Xuân Lan là người tác tên tôi vào hoặc là chỉ đích danh tôi, đăng ảnh tôi lên trên Facebook của chị ấy thì lúc đó tôi mới nói chuyện. Khi ai đó đụng đến đích danh tôi thì tôi sẽ vào cuộc. Còn chưa thì tôi phải đi làm việc kiếm tiền, kiếm cơm chứ. Làm sao mà cứ luẩn quẩn quanh mấy việc này được. Thật sự là tôi hơi mệt rồi, đừng lôi tôi vào chuyện của người khác nữa. Tôi cảm thấy mình cứ như một quả bóng bị đá đi đá lại. Về phía siêu mẫu Xuân Lan, trong sáng nay nữ siêu mẫu cũng đăng dòng trạng thái ẩn ý về việc bị công kích. Mỉm cười nhẹ, thứ các em giận dữ cả ngày, chửi bới ngục lặn trong những thứ bẩn nhất đời, tội, dọn nhà đây. Một nam shipper đã nhận vận chuyển 2 chiếc bánh kem. Tuy nhiên, khi chiếc bánh kem đến tay khách hàng, thì khách hàng đã từ chối nhận vì chiếc bánh bị biến dạng. Sau đó, người này đã hoàn trả cho chủ cửa hàng. Tuy nhiên, cách xử lý của chủ cửa hàng cực kỳ khó chịu và vô trách nhiệm. Theo chia sẻ từ nam shipper tên L Nhân trên mạng xã hội, hôm qua vào ngày 26 tháng 9, thông qua ứng dụng giao hàng, anh có nhận vận chuyển 2 chiếc bánh ngọt từ tiệm bánh Ca trên đường Huỳnh Văn Bánh đến huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng sau quãng đường hơn 12 cây thì chiếc bánh đã bị chảy lớp kem phô mai, khiến người khách từ chối nhận. Shipper này đã liên hệ về tiệm bánh để giải quyết thì bất ngờ được thông báo là tiệm không nhận lại bánh, cũng không hoàn lại số tiền 790.000 mà shipper đã ứng từ trước và nói với shipper rằng hãy mang bánh về mà ăn. Nam shipper đã vô cùng hoang mang và đăng bài nhờ mọi người mua giúp lại vì giá trị của chiếc bánh khá lớn với anh. Sau bài đăng này của anh, tiệm bánh Ca đã hứng chịu không ít phản ứng tiêu cực từ cộng đồng mạng. Sau đó, tiệm đã liên hệ sẽ hỗ trợ anh số tiền là 300.000. Tuy nhiên, nam shipper đã không nhận số tiền này. Ngoài ra, anh cũng đã phản ánh sự việc lên tổng đài ứng dụng giao hàng, nhưng được cho biết không thể hỗ trợ, yêu cầu anh tự giải quyết với tiệm bánh. Đến ngày hôm sau, tài khoản trên ứng dụng của anh đã bị khóa. Ngay sau khi được đăng tải, bài đăng của nam shipper đã nhận về sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng và tiệm bánh đã bị chỉ trích gay gắt. Hiện tại, tiệm bánh đã khóa trang Facebook và chỉ còn hoạt động trên Instagram. Bà Khùng là biệt danh được rất nhiều khách du lịch đặt cho một tiệm bánh tráng nướng nổi tiếng ở Đà Lạt. Tuy nhiên, mới đây thì tiệm bánh này đã vấp phải rất nhiều chỉ trích vì hành vi đuổi khách. Theo bài đăng tải của bạn HN trong một group ẩm thực có tiếng trên Facebook, bạn chia sẻ vào ngày 17 tháng 7, vào lúc 17 giờ chiều, HN cùng bạn mình có ghé đến tiệm bánh tráng nướng bà Khùng để thưởng thức. Cả hai vừa ngồi xuống đã bị bà chủ chỉ vào cái chân đang bị thương của bạn HN và nói: đi cái chân bị như vậy thì không bán đâu, đừng có ngồi đây chiếm chỗ rồi không bán được cho những người tới sau. Trước đó, bạn của HN có bị thương ở chân và phải băng bó, nhưng vẫn dáng để đến tiệm bánh tráng nướng ăn.
Lúc này HN mới trả lời, cô ơi, chân bạn con bị đau nhưng vẫn ăn được, cô làm bán cho tụi con nha. Đáp lại, chủ quán nhăn nhó rồi nói to, đã không bán là không bán. Ngay sau khi nghe câu chuyện của HN xong, phần lớn những người bình luận đều bày tỏ sự phẫn nộ, khuyên rằng nếu đã bỏ tiền ăn thì nên được chủ quán đối đãi chính đáng, không việc gì phải cầu cạnh thế này. Sáng nay, cư dân mạng đã được một fan tranh cãi khá căng vì câu chuyện chiếc ô tô đỗ ở cửa hàng chỉ sau 10 phút, cả chiếc ô tô đã bị xịt sơn đen. Tuy nhiên, phía cư dân mạng chỉ trích chính là chỉ trích người chủ xe ô tô. Mới đây, một tài xế đã đăng tải lên mạng xã hội câu chuyện chiếc ô tô của mình dừng đỗ trước tiệm quần áo trong 10 phút. Dù có để lại số điện thoại nhưng vẫn bị chủ shop xịt sơn đen kín cả đuôi xe, khiến chủ xe đăng bài hỏi có nên kiện không. Còn theo hình ảnh được nam tài xế đăng tải kèm theo, chiếc ô tô của anh bị xịt sơn đen kín mít phía đuôi xe, biển số bị sơn chằng chịt không còn nhìn ra số. Đáng chú ý là vị trí đỗ xe của tài xế này. Theo đó, chiếc xe được đậu vuông góc trên vỉa hè, đầu xe hướng ra đường và đuôi xe thì án ngữ thẳng cửa tiệm quần áo, che toàn bộ cửa hàng. Sau bài đăng, cư dân mạng đã chia ra hai phe, một bên cho rằng cửa hàng quá nóng vội mà đi phá hoại tài sản của người khác, nhưng một phe còn lại thì cho rằng tài xế ô tô có phần lỗi lớn bởi đậu xe thực sự kém duyên. Tiếp theo, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin liên quan đến dịch Covid-19, dự báo thời tiết, giá xăng dầu và giá vàng. Tối ngày hôm nay đã kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.